thì mình sẽ vào trong cái file, mình chọn open folder này. À, cái này rất là dễ, không giống như là mấy phần mềm mà cái web khác không. Rồi ở đây ta tìm cái bài, như ở đây mình có là bài bài của mình trước nha. Đó, để đó. Khi em chọn select một cái, đó em mở lên và dấu chỗ này cho thầy nhé. Đó, thì đây là cái kênh của chỗ này, thì em đang là kênh chủ của kênh chính trị đúng không? Đó, rồi. Và bây giờ mình tiếp tục mình hôm nay mình sẽ tiếp tục mình hoàn thiện cái trang chủ, cái việc mà mình thêm hình thêm những chương mục này thì mình trước đây có chỉ cho em rồi ha. Thời gian thêm chương mục này thì mình cứ vào trong chương mục này mình tạo một chương mục thôi, và khi mình tạo một chương mục trong đây một cái thì từ bên đây nó có chương mục mà mình bắt đi hình cho đây thì bên đây có hình luôn, bên đây nó rất là đơn giản ha. Rồi còn cái phong này ở đâu, cái CSS này ở đâu, CSS này ở đâu, cái này là thầy có chỉ các em rồi, là các em lên cái trang gì đó. Thì những ai mà tuần trước có nghỉ thì vào đây vào coi là cái video này nè, trong học cái web này nhớ là